Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé Các bạn thân mến thì ở cái video buổi sáng ngày hôm nay thì mình thông báo cho các bạn một cái tin cực kỳ vui. À, là vui đó là mình đã rút thành công 9.694 đồng sen à, về ví à, sàn OTC thành công à, Theo cái thông báo của cái dự án sen thì họ thông báo là trên cái sàn OTC này thì là à, cái trả thưởng sẽ là trả vào đúng ngày 26 tháng 12 và hôm nay đúng là ngày 20 năm thì nó đã trả cái phần thưởng này về cái sàn OTC này rồi thì những cái bạn nào mà đã là rút cùng với mình cái ngày hôm trước mình ra video thì các bạn có thể là check ví xem là các bạn đã về hay chưa nhé đây khi các bạn quay trở lại cái phần app thì cái số dư của các bạn ngay ở cái trên cái phần ví này, nó sẽ là chỉ còn cái số dư mà các bạn mới đào được thôi. Còn cái số dư mà nó chốt cái lúc các bạn rút thì là các bạn sẽ là không thấy à, sẽ không còn trong ví nữa. Đó, thì à, mình cũng nói sơ qua là để cái các bạn uh, hướng dẫn lại cho các bạn cách rút thì các bạn đăng nhập vào cái app sen sau đó các bạn nhấn vào phần ví này, sau đó các bạn nhấn vào phần sen này cho mình. À, thì nó sẽ chuyển đến cái phần mà cho các bạn rút ở đây thì có sẽ là chuyển chúng ta đến cái phần rút nhé thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn phải đổi sang tiếng Anh nếu như các bạn đổi để tiếng Hàn Quốc thì có thể là các bạn sẽ là không không rút được cho nên là các bạn phải để cái phần tiếng Anh này cho mình sau đó thì các bạn đăng nhập cái địa chỉ email và mật khẩu mà các bạn đã đăng ký ở trên cái app đào đồng sen nhé đó các bạn đăng nhập vào và sau đó thì các bạn phải lưu ý cho mình là ở cái phần tài khoản của bạn nó phải có cái tích xanh ở đây nếu như có chưa có tích xanh tức là bạn chưa rút được đó sau đó thì các bạn nhấn vào giao. các bạn ở đây thì để ý cho mình là ở đây thì mình đã rút về cái đây là địa chỉ ví này của cái đồng của cái uh, ví otc nhé và cái phần uh, cái này là tức là đã là thành công giao dịch thành công này và cái ngày giờ uh, rút này để rút thì các bạn nhấn vào withdraw cho mình này ở đây thì mình đã, đã rút rồi nên là mình cũng chỉ là nói qua cho các bạn để các bạn nó có thể là hình dung được ở đây là cái phần đồng tên là tên đồng sen này số tiền cần rút là tối thiểu 1.000 các bạn mới thực hiện rút được nhé các bạn nào chưa đủ 1.000 thì các bạn đào thêm cho mình rồi ở đây ví dụ như các bạn có là 1.520 chẳng hạn rồi sau đó thì các bạn là ở bên dưới này thì các bạn nhập cho mình cái địa chỉ của cái đồng OT cái đồng sen ở trên cái sàn OTC các bạn quay trở lại cái sàn otc cho mình các bạn nhấn vào đồng sen ở trên sàn otc nhé bạn nào mà chưa có cái tài khoản ở trên cái sàn này thì các bạn đăng ký thì mình để, để link đăng ký ở dưới phần mô tả cho các bạn rồi các bạn nhấn vào phần sen cho mình này ở à đây các bạn kích vào đây cho mình các bạn nhận nhé các bạn copy địa chỉ rồi để... bạn quay trở lại cái app sen các bạn dán vào đây cho mình rồi ở đây thì sau đó thì các bạn nhấn rút nhé. Thì ở đây mình không đủ số dư nên là mình không rút được, cho nên là mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn đến đây thôi. Khi các bạn thực hiện rút thì nó sẽ có cái lịch sử như thế này. Nhưng ở đây thì nó sẽ hiện chữ pending. Tức là đang chờ duyệt nhé. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn qua cho các bạn cái cách để chúng ta các bạn biết cách để chúng ta rút về. Còn những cái bạn nào rút rồi thì các bạn kiểm tra ví xem là bạn đã nhận được chưa nhé rồi tiếp theo ấy là có một cái thông báo ở đây các bạn bấm vào hình chuông cho mình và mình sẽ là cung cấp cho các bạn cái thông tin quan trọng đây cái uh, thông tin về huyết rau nhé huyết rau ở đây này mình sẽ dịch cái phần này sang uh, tiếng việt đây thông báo về việc rút tiền và phí nhé khóa sen này đơn xin rút sen của bạn của người dùng chung hiện đang được phê duyệt tuần tự nhé và sen sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch lúc 3 giờ chiều giờ KST tức là giờ Hàn Quốc vào ngày 28 tháng 12 như vậy thì hôm nay là ngày năm rồi còn 3 ngày nữa thì là sẽ là chính thức nít ở trên cái sàn OTC nha các bạn tiếp theo là đã đến lúc giải phóng khóa sen người dùng NFT À vàng tức là những cái người mà đã là mua cái đồng mua cái NFT thì các bạn sẽ là được mở khóa lúc 2h30 cùng ngày này và cái người mà tất cả người dùng nhé tức là tức là ví dụ như là mình không mua NFT thì là mình sẽ là được mở khóa lúc 3 giờ 50 chiều giờ KTC nhé và cái giờ ngày 28 tháng 12 này này đó các bạn lưu ý nhé nó sẽ là ưu tiên những cái người mà À, mua NFT trước và những cái người mà không mua NFT thì sẽ là giải quyết sau. Rồi tiếp theo đến là một lượng nhỏ Ethereum được trả dưới dạng phí để chuyển sen của thị trường OTC sang sàn giao dịch hoặc ví cá nhân. Tức là các bạn phải có một lượng à, cái đồng ETH đấy tức là Ethereum ấy, ở trên ví của ở cái sàn OTC để các bạn thực hiện là nạp và rút cái đồng sen này hoặc là các bạn có thể là nạp rút cái đồng USDT à, chúng ta đây là cái đồng sen này là thuộc cái mạng là ETH cho nên là cái phí giao dịch của nó khá là cao thì cứ mỗi một lần giao dịch là các bạn sẽ là mất khoảng tầm 8 đô la nha các bạn đó mỗi một lần giao dịch chúng ta sẽ mất khoảng tầm 8 đô la vì đây nó là cái mạng Ethereum cho nên là cái phí giao dịch của nó cực cao nếu như là thuộc cái mạng BSC hoặc là TRX thì phí của nó sẽ là rất là thấp trong trường hợp thị trường OTC 0,01 ETH được đặt làm phí rút tiền do đó để rút tiền sen trên thị trường OTC chúng tôi khuyên bạn nên đặt trước một lượng Ethereum vào thị trường OTC để sử dụng làm phí À, hiện tại sen trong ứng dụng khai thác chi phí xử lý tiền gửi trên thị trường OTC và việc rút tiền không được chấp nhận rằng các ví khác à, bằng các ví khác do cài đặt thời gian khóa vào ngày niêm yết à, trên sàn giao dịch tức là bây giờ các bạn chưa thể rút đồng sen này đi đâu cả về ví cá nhân hay là về sàn đó trên đây là những cái thông báo mà các bạn cần phải nắm được về cái việc mà à, rút tiền cũng như là giao dịch ở trên cái sàn OTC để cho các bạn cũng nắm được nhé Và cái thông tin của nó ở đây thì nó có một cái phần mà uh, Sen nít vào ngày 28 tháng 12 năm 2002 Thì cái phần này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn ở cái video trước rồi Rồi bây giờ thì mình sẽ là tính toán thử xem Là Của mình ở đây là rút là 9694 cái đồng sen thì quy đổi sang cái tiền Việt Nam thì xem được là bao nhiêu tiền Ở đây thì là 9694 thì sẽ quy đổi được ra là một 1 triệu là 240.800 32 đồng à, đồng cái đây là đồng tiền của Hàn Quốc nhé KR KRV kép nhé mình sẽ là quy đổi sang dùng bằng cái uh, Google để mình quy đổi sang xem là nó được bao nhiêu tiền nhé ở đây là mình quy đổi là được một mình của mình là 1 triệu 240.832 đồng uh, à, KRV kép này quy đổi sang tiền Việt Nam thì mình sẽ là được 22 triệu 859.012 đồng đó là tiền Việt Nam tức là 22 triệu gần 23 triệu nha các bạn cũng khá là cao rồi à, để mình thử xem đối với những bạn mà có lượng lượng thấp của các bạn à, thấp nhất là 1.000 nghìn... đây còn bạn nào thấp nhất là 1.000 là đủ cái min rút đủ cái min rút của, của cái dự áp sen thì các bạn sẽ là quy đổi được ra là 18.422 đồng có phải không nhỉ à không phải 1000 áp sen đây không phải 1000 áp sen phải nhiều hơn nhé ở đây thì nó không có mình không không không, không có 1000 áp sen nên là mình không đây mình sẽ là nhập vào cái phần quy đổi này ở đây thì mình sẽ là chọn cái đồng sen nhé ở đây thì mình sẽ là nhập 1.000 đồng này 1.000 đồng thì sẽ là 128.000 128.000 nếu như các bạn có 1.000 đồng xe thì quy được ra là 128.000 đồng KRW thì sẽ là mình sẽ quy đổi sang tiền Việt Nam sẽ được bao nhiêu tiền đó thì các bạn sẽ được 2.358.000 nhé đó tiền Việt Nam đây là cái cách cái quy đổi của cái đồng KRW nếu như các bạn có bao nhiêu đồng thì các bạn vào đây các bạn quy đổi cho mình đó. Rồi ở trên đây thì cái video thì mình cũng chỉ yếu là thông báo với các bạn là một cái tin vui như vậy là cái dự án sen nó đã trả cái cái đồng sen về ví sản OTC và tới thời gian tới thì là ngày 28 tháng 12 này thì nó sẽ nít ở trên cái sàn OTC này chính thức nó sẽ có giá trị hiển thị ở đây thì khi đó thì quy đổi hay là trao đổi mua bán hay là nạp rút như thế nào à, thì mình sẽ là tiếp tục hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn nữa để cho các bạn nắm được cũng như là các bạn làm theo À, nếu như các bạn thấy cái video của mình hay bổ ích thì các bạn hãy cho mình một like, chia sẻ cũng như là bấm đăng ký kênh để nhận những cái thông báo, những cái thông tin mới nhất từ các cái kèo ở trên kênh của mình nhé.